Trà vá chân nâu, Pichetrix nemilius, là một loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm và đang trong tình trạng nguy cấp tại Việt Nam. Có rất nhiều tên gọi khác nhau, trong đó tên được dùng phổ biến trong các văn bản, nghị định, luật của nhà nước Việt Nam là vọc trà vá chân nâu. Ngoài ra, còn có tên khác như trà vá chân đỏ, tên dịch ra từ tên tiếng Anh. Ở các vùng miền khác nhau trong các tỉnh có vùng phân bố của vọc trà vá chân nâu thì còn có nhiều tên gọi theo vùng miền. Ví dụ như khỉ bảy màu, khỉ chú lính, giáo hoàng, con dấu đầu hở đuôi, con dọc, hoặc con hoa, mỗi cái tên khác nhau đều có cách lý giải riêng của từng vùng miền và đặc điểm riêng biệt để nhận dạng. Người dân ở xung quanh bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng thường gọi con vọc trà vá chân nâu là con giáo hoàng vì nó mặc bộ áo lông màu sặc sỡ và quyền quý. Hoặc người ta gọi khỉ bảy màu vì nó khoác tấm áo có đến 7 màu sắc khác nhau. Hoặc ít gọi hơn là cái tên khỉ chú lính vì trên đầu có đội cái mũ bê dê, dải màu đen trên trán, và cuối cùng là dấu đầu hở đuôi vì khi nó sợ người sẽ lấy các cành lá che mặt, để thòng lòng mấy cái đuôi dài trắng mút đu đưa rất dễ nhận thấy. Loài vọc trà vá chân nâu thuộc nhóm khỉ cựu lục địa, Owl Monkey, bộ linh trưởng, Primate, hò khỉ, Cercopithecidae, và chi trà vá, Pichetrix. Trong cùng chi trà vá còn có hai loài khác gần giống với vọc trà vá chân nâu là vọc trà vá chân xám và vọc trà vá chân đen. Về cơ bản, ngoại hình và tập tính của ba loài này khá giống nhau, chỉ khác nhau đặc trưng ở màu sắc cẳng chân là nâu, xám và đen. Các nghiên cứu giải mã gen gần đây đã xác được định lịch sử hình thành loài vọc trà vá chân nâu cách đây hơn 1 triệu năm và loài này có mối quan hệ gần với loài vọc trà vá chân xám hơn là loài vọc trà vá chân đen. Loài vọc trà vá chân nâu được mô tả và đặt tên lần đầu tiên bởi nhà khoa học Linnaeus năm 1771 với tên gọi là Simian nemilius. Khi đó, loài này được ghi nhận ở phía bắc của tỉnh Quảng Nam và núi Chư Mom Dây của tỉnh Kon Tum cùng với loài trà vá chân xám. Tuy nhiên, những mô tả và bản vẽ bằng bút chì về loài trà vá chân nâu đã được Mr. Buffon Bảo tàng lịch sử tự nhiên của Pháp phát họa. Trong khi đó, các quần thể của loài này bị phân tán và chia cắt khá mạnh bởi việc phá rừng và xâm lấn đất rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, làm đường giao thông. Các vùng phân bố của loài vọc trà vá chân nâu ở Việt Nam từ Nghệ An đến Kon Tum, cụ thể gồm các vườn quốc gia như Pù Mát, Nghệ An, Vũ Quang, Hà Tĩnh, Phong Nha Kẻ Bàng, Quảng Bình, Bạch Mã, Huế, và các khu bảo tồn thiên nhiên như Kẻ Gỗ, Hà Tĩnh. Về hình thái, ngoài cá thể đực trưởng thành có kích thước lớn hơn nhiều so với cá thể cái trưởng thành. Chiều dài từ mông đến đỉnh đầu của một con đực trưởng thành khoảng 55cm đến 63cm, trung bình là 59,6cm, còn cái trưởng thành là 50 đến 57cm. Chiều dài đuôi của chúng xấp xỉ bằng chiều dài thân và đuôi con cái cũng ngắn hơn đuôi con đực. Về cân nặng, con đực trưởng thành cân nặng dao động từ 5,8 đến 11kg. Trong khi đó con cái chỉ cân nặng khoảng 6.4 đến 8kg. Các số liệu về chiều dài, cân nặng đều được đo trên các cá thể trong điều kiện nuôi nhốt tại Trung tâm Cứu hộ Linh trưởng. Về màu sắc, cả hai con đực và cái trưởng thành đều có màu sắc giống nhau. Vọc trà vá chân nâu thường được mệnh danh là nữ hoàng linh trưởng với bộ lông nhiều màu sắc sặc sỡ gồm vàng, nâu hoặc nâu đỏ, cam, xám, và đen, và trắng. Đỉnh đầu gần trán có vạt lông màu đen. Từ vai đến hai cánh tay, bàn chân màu đen, mặt có màu vàng sáng và ngực và hai bên bẹn có viền màu cam, còn lại toàn thân và cánh tay có màu xám, riêng hai cẳng chân có màu nâu đỏ. Đặc biệt, ở phía mông có mảng trắng hình tam giác kéo dài đến mút đuôi. Giữa con đực và con cái có thể phân biệt dựa vào túm lông trắng kéo dài ra ở hai góc nhọn của tam giác ở con đực trưởng thành. Con cái thì không có hai túm lông dài này. Trên khuôn mặt của con trưởng thành, cái và đực đều có bộ râu trắng dài quanh mặt. Để thuận tiện cho quá trình nghiên cứu về tập tính xã hội và cấu trúc quần thể, trong các nghiên cứu khoa học thường chia thành 5 nhóm tuổi với các đặc trưng khác nhau của vọc trà vá chân nâu như sau. Con mới sinh, từ 0-8 tháng, con non mới sinh có khuôn mặt đen hoàn toàn và lông trên cơ thể chỉ có một màu hạt rẻ. Chúng rất ít di chuyển, hoàn toàn bú sữa mẹ và được mẹ chăm sóc rất cẩn thận. Khi di chuyển, chúng bám vào bụng con mẹ. Con non, từ tháng thứ 8 đến tháng 18, bộ lông đã chuyển dần sang các màu sắc ở các chi và trên cơ thể gần giống với con trưởng thành. Tuy nhiên, màu sắc trên khuôn mặt vẫn còn đen, đối với con đực thì dương vật bắt đầu chuyển dần sang màu hồng. Không còn bú sữa mẹ hoàn toàn, chúng có thể ăn thêm một ít lá cây,
quả dễ tiêu hóa, dành nhiều thời gian để tự vận động xa con mẹ. Chúng có thể bắt đầu bỏ bú từ tháng 12, còn nhớ, từ tháng 18 đến hết năm thứ 3, màu lông trên cơ thể đã phát triển đầy đủ màu sắc giống như con trưởng thành, mặc dù có thể còn màu đen ở má và quanh mắt trên khuôn mặt. Với con đực thì bộ ria trắng quanh khuôn mặt chưa phát triển. Con bán trưởng thành có kích thước lớn hơn con đực, nhưng nhỏ hơn con trưởng thành. Con nhỡ đã hoàn toàn bỏ bú. Tuy nhiên màu trên khuôn mặt nhạt hơn màu trên khuôn mặt con trưởng thành. Chúng chưa thể tham gia vào các hoạt động sinh sản mặc dù các tập tính xã hội, vận động rất giống với con trưởng thành. Ở độ tuổi này, rất dễ nhầm lẫn giữa một con đực bán trưởng thành và con cái mới trưởng thành khi quan sát từ xa bằng ống nhòm và không quan sát được bộ phận sinh dục, con trưởng thành. 4 hoặc 5, vòng đời sinh sản của một cá thể cái khoảng 5 đến 8 năm, vọc trà vá chân nâu cũng có chu kỳ kinh nguyệt dao động từ 28 đến 30 ngày thường đi kèm với dấu hiệu có máu đỏ ở giữa háng. Khoảng cách giữa hai lần sinh trung bình là 24 tháng, nhưng cũng có khi là 16 tháng hoặc 38 tháng. Các kết quả ghi nhận từ thực tế tại các khu rừng tự nhiên cho đến các khu cứu hộ động vật đều ghi nhận vọc trà vá chân nâu có thể sinh sản quanh năm. Tuy nhiên, thời điểm sinh sản cao nhất trong năm thường là mùa khô vì có thể có liên quan đến sự dồi dào của nguồn thức ăn và điều kiện khí hậu thuận lợi cho sự phát triển của con non. Về môi trường sống, vọc trà vá chân nâu thường xuất hiện trong các khu rừng thường xanh mưa mùa nhiệt đới, rừng nửa rụng lá, đôi khi là rừng thứ sinh thường xanh, rừng núi đá vôi, hoặc rừng hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim. Chúng thường chỉ sinh sống, di chuyển trên các tầng tán cây trong rừng nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn đi xuống đất để uống nước hoặc ăn đất để bổ sung thêm chất khoáng. Xét theo đai độ cao phân bố so với mực nước biển, loài này thường được ghi nhận ở độ cao trên 1.300 mét, ở mỗi điều kiện sinh sống khác nhau, tuy cùng một loài nhưng chúng sẽ có các cách thích nghi với môi trường sống khác nhau và hình thành những tập tính khác nhau. Sự phân bố và tồn tại của các nhóm linh trưởng nói chung và vọc trà vá chân nâu nói riêng là những dấu hiệu chỉ thị cho chất lượng rừng tốt và ít bị tác động. Về loại thức ăn, vọc trà vá chân nâu thuộc nhóm khỉ ăn lá, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn ăn thêm quả hoặc hạt tùy theo mùa khác nhau. Các nghiên cứu ghi nhận, vọc ăn hơn 87% là lá, trong đó hơn 66% là lá non. Quả và hạt chiếm 10,2% tổng thành phần thức ăn, còn lại là một ít hoa, vỏ cây hoặc cuống lá. Ở mỗi vùng sống khác nhau, các kiểu rừng, thời tiết khác nhau thì vọc trà vá chân nâu có thành phần thức ăn và ăn các loại cây khác nhau. Điều đó cho thấy, vọc lựa chọn rất kỹ các loại cây có thể ăn được. Các nghiên cứu trong điều kiện nuôi nhốt đã ước tính được một cá thể vọc trưởng thành ăn trung bình 1,79 kg lá cây mỗi ngày. Về hoạt động và tổ chức xã hội, cấu trúc bầy đàn, vọc trà vá chân nâu là nhóm động vật hoạt động ban ngày và sống chủ yếu trên cây. Các gia đình vọc thường lựa chọn các cây cao, to, tán dày để ngủ và đặc biệt chúng không bao giờ ngủ trong các hang hoặc vách đá. Các cây thường được chọn làm chỗ ngủ thường ở vị trí khuất gió và chúng sẽ quay trở lại ngủ ở đó nhiều lần. Về đời sống xã hội, vọc trà vá chân nâu sống theo từng gia đình riêng lẻ với duy nhất một con đực trưởng thành, hai, ba con cái, vợ, và những đứa con. Kiểu cấu trúc gia đình này được gọi là đán đơn đực. Thỉnh thoảng trong ngày, nhiều gia đình có thể tập trung lại với nhau thành một đàn lớn lên đến hơn 50 cá thể. Ở ngoài tự nhiên, loài này được dự đoán là sẽ bị suy giảm quần thể hơn 50% trong vòng 35 năm đến trong vòng 3 vòng đời sinh sản, mỗi vòng đời sinh sản khoảng 10 đến 12 năm, bởi sự suy giảm về diện tích vùng sống và nạn săn bắt, buôn bán bất hợp pháp. Tại Việt Nam, vọc trà vá chân nâu cũng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các văn bản luật, nghị định, thông tư của Chính phủ Việt Nam. Sách đỏ Việt Nam cũng xếp loài này ở mức nguy cấp, N, và Nghị định 32 NCP 2006 của Chính phủ xếp loài này vào danh mục IB nghiêm cấm săn bắt, buôn bán dưới mọi hình thức, tổ chức quản lý việc buôn bán động thực vật hoang dã quốc tế, SAI, cũng xếp loài này vào phụ lục I.